Tôi tên là Thủy, giám đốc của cơ sở Bảo tàng Sao Mộc Thảo Đàn. Một trong những cái thách thức lớn nhất của về nguồn nhân lực của tổ chức Thảo Đàn là hiện tại là sau hơn 20 năm phát triển thì tổ chức Thảo Đàn đã bước qua một cái giai đoạn mới với những cái tầm hoạt động cao hơn. Trong khi đó là cái người nhân viên họ chỉ làm ở cương vị là cung ứng những cái dịch vụ trực tiếp cho cái nhóm trẻ khó khăn. Chúng tôi gặp khó khăn là ngay cả từ từ điều hành cho tới về quản lý những cái chương trình đó, mình gặp những cái khó khăn trong cái việc đưa tổ chức sang một cái tầm hoạt động mới cao hơn để đáp ứng những cái mục tiêu của tổ chức. Chị Hạnh. Tôi là Dương Phương Hạnh, tôi là giám đốc trung tâm nghiên cứu giáo dục người khiếm thính. Tổ chức của tôi cũng như những tổ chức khác gặp nhiều khó khăn về vấn đề nhân sự. Một trong những cái lý do đó là tổ chức tôi nhỏ, quy mô hoạt động nhỏ và cũng mới thành lập, mà khó mà cạnh tranh được với những cái tổ chức đã thành lập lâu năm và thuộc về nhà nước, được sự hỗ trợ của nhà nước, ví dụ như những trung tâm tổ chức hoặc là những trường đại học. Tôi tên là Huỳnh Kim Tiên, quản lý dự án Cầu Hoàng. Khó khăn lớn nhất trong về nhân sự đối với các dự án mà chúng tôi hiện nay đang gặp phải đó là sự chênh lệch về về kỹ năng cũng như là trình độ, cho nên là cái việc mà làm giúp cho cái dự án mình phát triển nó cũng gặp khó khăn, tại vì cái người mà người ta phát triển nhanh đó thì người ta cập nhật chương trình nó rất nhanh, còn ở người chậm chạp nó sẽ kéo làm cho trì trệ những hoạt động của mình. Okay. À, em tên Lộc, đã là em đi chỗ có hạn. Khó khăn lớn nhất của trung tâm cũng như là cũng trung tâm khác đó là làm việc một cái lĩnh vực riêng. À, mỗi một cái lĩnh vực đấy đòi hỏi phải có người chỉ đạo, giải quyết vấn đề, quan tâm với nhân viên. Thì đối với trung tâm bên tôi đó là làm việc với người khiếm thính, đây là một trong những lĩnh vực về khuyết tật. Mặc dù làm việc cái lĩnh vực người khiếm thính trong một thời gian rồi nhưng mà tôi cảm thấy là vẫn chưa áp dụng những cái dịch vụ, những chính sách của nhà nước một cách toàn vẹn. Cái đó nên là cái đó tôi cảm thấy là một cái khó khăn rất lớn đối với trung tâm và những cái trung tâm khác. Mặc dù như vậy nhưng mà đối với riêng bản thân tôi và những người làm trong những công ty cũng phải học hỏi, từng thời gian phải học hỏi, nâng cao trình độ năng lực của bản thân để phục vụ đáp ứng nhu cầu của xã hội. Tôi là Sơn, làm việc ở trung tâm Linh. Tôi thấy là một cái vấn đề khó khăn nhất ở trong lĩnh vực nhân sự không những ở Linh mà các tổ chức khác gặp phải. Cái vấn đề là mình khi mà mình đặt một cái người vào một cái vị trí của cơ quan thì vấn đề mà lương lương bổng thì nó chưa có một cái mặt bằng chung, cũng như những cái khảo sát chung liên quan đến cái mức lương như thế nào cho thỏa đáng và phù hợp với cái luật pháp của Việt Nam liên quan đến đến luật của người lao động, và làm cách nào để các tổ chức mà với cái những nguồn lực mình nhỏ để mình có thể giữ được cái chân cái người nhân viên cho làm việc cho cái tổ chức của mình. Trong quá trình tuyển chọn nhân viên để mà truyền được nguồn cảm hứng cho nhân viên, đầu tiên tôi nghĩ là mình phải tìm đúng người để mình truyền cảm hứng. Đó là lý do tại sao ban đầu khi tuyển nhân viên vào, tôi luôn nói rõ thực chất về cái năng lực mà tổ chức có thể đáp ứng cho nhân viên để nhân viên có thể lựa chọn. Khi mà đã có sự thỏa thuận rồi, nhân viên chấp nhận làm, tôi bảo đảm rằng mình đã có đúng người. Thì khi có đúng người, tôi mới truyền cảm hứng bằng cách thứ nhất phải làm sao cho nhân viên có được một cái mức lương tối thiểu họ có thể sống được và trong khả năng trung tâm có thể trả. Đồng thời trong quá trình làm việc tôi cố gắng theo sát, tạo động lực, tạo sự động viên, khen thưởng đúng mức và hỗ trợ hết mức khi mà nhân viên gặp khó khăn liền liền có mặt của tôi. Và cái thứ ba, tôi luôn luôn tạo điều kiện cho nhân viên được phát huy năng lực, cho nhân viên đi học những khóa tập huấn hoặc là tham dự hội thảo với tư cách là một nhân viên thực thụ đại diện cho một tổ chức. Và cuối cùng phải nói là trong tất cả những sự nỗ lực của tôi, tất cả sự nỗ lực của một người lãnh đạo, trong đó vẫn còn có cái duyên, và cái duyên này mình phải thể hiện qua từng ngày, từng hoạt động với nhau, từng cái tình cảm của một người lãnh đạo, một người đối với nhân viên. Quá đẹp. Tôi tên là Huỳnh Kim Tiên, quản lý dự án Cầu Hàng.
để giải quyết những cái khó khăn mà trong nhân viên của dự án, người thì quá giỏi, người thì nói chung không được giỏi lắm. Thì chúng tôi có cái biện pháp như thế này, là chúng tôi sẽ giao việc, phân công công việc tùy theo khả năng của từng người. Rồi thứ hai nữa là cái người mà giỏi đó sẽ được nhận những cái công việc phù hợp và nhiều hơn, còn cái người mà năng lực thấp hơn thì cái công việc nó sẽ ít hơn. Và khuyến khích họ là tham gia những cái lớp tập huấn để nâng cao năng lực. Người giỏi thì sẽ tham gia những cái lớp tập huấn cao, còn người mà thấp thì tham gia những cái lớp tập huấn vừa với lại cái khả năng của họ. Tôi là Lê Thị Thu Thủy, giám đốc của cơ sở bảo trợ xã hội Thảo Đàn. Đứng về một cái khung lương nào hợp lý nhất cho nhân viên để kích thích, để động viên họ làm việc tốt nhất. Thì đứng về cái chiến lược, nói chiến lược thì cũng quá lớn, đứng về lương của Thảo Đàn đó, thì chúng tôi đã làm việc với ban quản trị để có một cái khung lương nó tương đối, để đảm bảo cái cuộc sống là đầu tiên và cũng để khuyến khích làm việc. Cách đây 2 năm chúng tôi đã đề bạt một cái khung lương. Khung lương nó nằm trên ở nhiều cấp khác nhau, những cái công việc không mang tính chất chuyên môn, thường xuyên một cái công việc là chuyên môn về công tác xã hội, một cái cấp đó là quản lý cấp trung và cấp cao, quản lý cấp cao. Đến nay đó thì chúng tôi đã áp dụng được cái khung lương đó. Thí dụ như bình quân của một cái người mà nhân viên xã hội đó thì khoảng từ 4,5 triệu tới 5 triệu. Nếu mà mình cộng luôn bảo hiểm xã hội thì cái người đó được khoảng là 5,5 triệu. Cái khung lương đó, cái lương đó so với thu nhập đó, so với từ giờ cũng không phải là cao lắm, nhưng mà cũng phải so với các tổ chức khác thì nó cũng không thấp lắm. Còn cấp trung á, cấp trung á thì nó có hơn 20%, còn cấp mà lãnh đạo cấp cao hơn thì nó có thể từ 30% chỉ hơn 60% của cái cấp kia, rồi cấp 30% thêm nữa. Tuy nhiên chúng tôi thấy là cái mức lương mà Thảo Đàn trả như thế đó, cho đến bây giờ thì nó không còn phù hợp với cái tình hình mới của Thảo Đàn nữa. Chúng tôi chọn cái mức lương đó, nó chỉ khác nhau giữa các nhân viên là dựa trên cái thâm niên của họ, và cái công việc đó nó có yêu cầu thời gian nhiều hay là ít thôi. Giả tỷ như ở trong một cái nhà phải nuôi trẻ, và nó đi vào một cái thời gian tính cách là cái công việc của họ hơi bão hòa. Chúng tôi dự định đề xuất lên ban quản trị một cái khung lương mới, là nó có một cái mức lương cơ bản và một cái mức lương làm theo dự án, và tùy vào cái kết quả hiệu quả của công việc của họ trong dự án mình sẽ coi cho một cái mức lương nó tương phù hợp với họ. Như thế thì nó kích thích và mình có thể giữ được những người làm việc giỏi cho tổ chức.